Ngày 27 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình thời đại 4.0, trao quà mẹ đỡ đầu kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tham gia chương trình có đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Trong chương trình, các đại biểu đã được tuyên truyền chuyên đề xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình thời đại 4.0. Đây là chuyên đề thiết thực có tính thời sự, gắn với mỗi gia đình trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và có tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong nội dung tuyên truyền, báo cáo viên đã phân tích sự đổi thay của gia đình theo từng thời đại, nhất là thời đại công nghệ 4.0, những nét đặc trưng của gia đình truyền thống và gia đình hiện đại, vai trò của phụ nữ trong việc giữ lửa, cách ứng xử giữa vợ và chồng, cách nuôi dạy con cái. Qua đó, các đại biểu tham gia hội nghị hình dung một cách sinh động đầy đủ hơn về một gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng nêu lên thực trạng bạo lực gia đình, tỷ lệ ly hôn của các gia đình ngày càng gia tăng, xuất phát từ nhiều vấn đề như kinh tế, bất bình đẳng giới. Từ đó, mỗi người tự nhận thấy giá trị của hạnh phúc qua việc chia sẻ và yêu thương, cách tạo dựng hạnh phúc từ những hành động quan tâm, chăm sóc nhỏ trong cuộc sống, xây dựng gia đình bình đẳng, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thực hiện kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về triển khai chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Sơn đã phối hợp với Bộ phận Lao động Thương binh và Xã hội phường, rà soát xác minh hoàn cảnh của trên 37 trẻ em mồ côi, trong đó có 3 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã huy động nguồn xã hội hóa, đỡ đầu cho cháu Đỗ Phương My, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ tại khu 8 với số tiền 3 triệu đồng một năm, đến khi cháu tốt nghiệp trung học phổ thông.